Trái tim hồng thiên chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình thiên chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng thiên chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình thiên chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim chúa như nôi hồng, con xin được như bé ngủ mơ. Một giấc mơ, nhìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời, là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim hồng thiên chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình thiên chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim chúa bao ân cần, con xin được say nếm hồng ân. Là trái ngon, những trái ngon dương nuôi đời con. Dương nuôi đời con. Là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời. Là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con vui bước về nhà. Trái tim hồng thiên chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình thiên chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim chúa bao dịu dàng, con xin được nghe chúa bảo ban. Dạy dỗ con biết sông sao thăm tươi tình son. Tìm bước theo đường mến yêu, biết dâng trao biết thứ tha nhiều. Cùng chúa đi hòa niềm vui chung với mọi người. Trái tim hồng thiên chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình thiên chúa trái tim nở hoa. Trái tim hồng thiên chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình thiên chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình thiên chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca,
tràn lời ca, con tin Thiên Chúa trái tim nhờ hò. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, con tin Thiên Chúa trái. Mười điều răn dành cho các linh mục. Bạn thân mến, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã chết, nhưng Ngài đã để lại 10 điều suy tư rất hay, tạm gọi là 10 điều răn, để nhắc nhở các linh mục và đồng thời cũng gián tiếp nhắc nhở mỗi người chúng ta. Ngài nói: 1. Những gì tôi sống trong tư cách là một linh mục thì quan trọng hơn những gì tôi làm. 2. Những gì Chúa Kitô làm qua trung gian của tôi thì quan trọng hơn những gì do chính tôi làm. 3. Những gì tôi với anh em linh mục cùng sống thì quan trọng hơn những gì tôi làm một mình, dù hăng say tới mức suýt bị mất mạng. 4. Những gì tôi sống cho kinh nguyện và lời Chúa thì quan trọng hơn những tổ chức sinh hoạt bên ngoài. 5. Những gì tôi sống vì lợi ích thiêng liêng của những người cộng tác thì quan trọng hơn những công việc tôi làm cho lợi ích của mình. 6. Hiện giữ ít nơi nhưng thiết yếu để đem lại sức sống thì quan trọng hơn có mặt khắp nơi nhưng vội vàng và nửa vời. 7. Hoạt động cùng với người cộng tác thì quan trọng hơn là làm một mình, cho dù mình có nhiều khả năng hơn họ. Nói cách khác, hợp tác thì quan trọng hơn hành động riêng rẽ. 8. Hy sinh thập giá âm thầm bên trong thì quan trọng hơn những thành quả đạt được bên ngoài. 9. Mở rộng tâm hồn đến những thao thức của cộng đoàn, giáo phận và giáo hội toàn cầu thì quan trọng hơn chăm chú vào những bận tâm riêng, cho dù thiết yếu đến đâu đi nữa. 10. Làm chứng về đức tin trước mặt mọi người thì quan trọng hơn tìm cách thỏa mãn thị hiếu của họ. Lạy Chúa, trong mọi tình huống và trong mọi hoàn cảnh, xin hướng dẫn các linh mục Chúa để các ngài biết sống và biết làm việc như những dụng cụ Chúa dùng, hầu có thể sinh ích lợi một cách tích cực cho các linh hồn. Xin cho chúng con thấy được Chúa trong các linh mục của Chúa. Amen. Con bước lên là anh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa sự đầy. Chúa là mối tình còn sừng trái tim, là bóng hình còn luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho đớn đau, từng với người chúng tim xuyến sao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa
lối trời cho con đến nơi. Này xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời, biết tìm người trọn đời con thôi. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho con nỗi vui. Chỉ có Chúa như trăng sao hiền, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vấn vương, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dấu bụi đường ngập mờ muôn phương. Dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho tình yêu. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho tình Yeah.
và làm soi sáng dân gian trong thành tối tao nghi mừng. Ta muốn tin hát của tiên thần Chúa, ngài khen danh Chúa hiên vang đời đời trên trời. Đó theo ba vua cùng nhau ta đến, ngài khen chúc mừng con tin Chúa nay đã xuyên xuống trần dâng lên ngôi hai. Lòng ta kính mến chẳng cả cuộc sống với bao ưu tư trên đời. Mong cùng nhau hãy đến hang đá nhìn ngắm màu nhiệm tiên Chúa với hai nền đá giáng sinh xuống trần mang thân nhân thế giải thoát trần thế. Chỉ muốn muốn nói khó khăn nơi hang chiến lửa đời thương ba vua lòng tin sắt đá nhờ sao dẫn đường để đi đến nơi hang đền lẻ dâng lên hương thơm lòng thành cùng kinh hòa theo tiếng hát muôn muôn cờ bình trên trời. Ấn tượng đêm Giáng sinh. Có một câu chuyện đã xảy ra cho tôi trong đêm Giáng sinh đã để lại trong tôi một ấn tượng thú vị thật khó quên. Số là sau thánh lễ đêm Giáng sinh, tôi có rủ một số người thân quen đi viếng các hang đá ở một vài nhà thờ lân cận. Theo như thông lệ, sau khi viếng hang đá xong, chúng tôi ra bãi xe để nhận lại xe. Bỗng, tôi chú ý đến một em bé trông có vẻ rất khác thường. Khác thường không phải chỉ vì cách ăn mặc rách rưới của em, cũng không phải chỉ vì em trông giống như những trẻ lang thang bụi đời, nhưng tại vì em cứ lảng vảng, cứ đi quanh quẩn chung quanh chiếc xe của tôi và lại cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe của tôi. Cái nhìn đó làm cho tôi có chút ái ngại và lo lắng. Dù thế, tôi vẫn bình tĩnh tìm cách dẫn xe lách ra khỏi chỗ đám đông người. Nhưng em thì vẫn cứ tiếp tục bám sát theo chiếc xe của tôi. Đang khi tôi động não tìm cách để đối phó, thì em thản nhiên tiến lại gần bên tôi để làm quen. Với một nụ cười rất hồn nhiên, em thầm hỏi tôi một câu rất bâng quơ. Đây là chiếc xe của anh phải không? Tôi khẽ gật đầu nói. Phải, đây là món quà Giáng sinh mà ba mẹ của anh vừa mới tặng cho anh, do anh đã cố gắng học hành thật giỏi. Cậu bé tỏ vẻ thân tình hơn nên hỏi tiếp. Ý anh muốn nói là cha mẹ anh tặng cho anh một chiếc xe máy này mà anh không phải chi trả một đồng nào hết phải không? Ôi, ước gì em có cha mẹ và rồi cũng được. Nói tới đó, em bé bỗng ngập ngừng rồi im bặt không nói gì thêm nữa. Tất nhiên là tôi đã hiểu và đã hiểu rất rõ em muốn nói gì. Em muốn có một người cha, người mẹ giống như tôi, để cũng được đi học giống như tôi, cũng được học giỏi giống như tôi, và cuối cùng cũng được cha mẹ thưởng cho một chiếc xe đẹp giống như tôi. Từ đó tự nhiên tôi không còn e dè em nữa. Tôi đã có cảm tình với em. Tôi bắt đầu thương em và muốn trò chuyện với em. Nhưng em thì vẫn cứ tiếp tục lầm lũi bước đi trong im lặng. Mặt thì cứ cúi gằm xuống đất, trông thật tội nghiệp. Bỗng tôi nảy ra một ý nghĩ và tôi lên tiếng gọi em. Này em bé, lại đây anh nói cái này cho em nghe. Anh muốn chờ em đi một vòng phố để ngắm cảnh đêm Giáng sinh và cùng với em đi viếng các hang đá ở các nhà thờ. Em có thích không? Để anh chở em đi. Như sợ tôi đổi ý, em bé nhanh miệng trả lời. Dạ, em rất thích, em rất thích. Tôi bảo em bé lên xe. Tôi đã thấy em hớn hở, vui vẻ, rạng rỡ ra mặt. Thế là tôi đành từ giã các bạn trong đoàn để đưa em đi một vòng chợ. Khi bắt đầu rảo qua vài đường phố, bỗng em bé lên tiếng. Anh ơi, anh có thể lái xe đưa em về nhà được không? Tôi ngỡ ngàng ngạc nhiên hỏi lại. Sao về nhà sớm thế? Em không thích đi chơi với anh nữa sao? Tôi đề nghị.
hay là hai anh em mình ghé vào một quán nước gần đây uống một ly sinh tố cho đà khác rồi hãy về. Dịp Giáng sinh anh sẽ bao cho em. Nhưng bé thì vẫn cứ nhất quyết xin về. Thế là tôi phải đành chiều ý em và cho xe quay trở lại theo hướng mà em đang chỉ. Bỗng tôi thầm nghĩ trong bụng, chắc là em bé này muốn lấy le với bạn bè đây nè, muốn cho bà con lối xóm thấy là em đã được đi trên chiếc xe tay ga đẹp như thế này đây. Thế nhưng tôi đã lầm. Khi về đến đầu hẻm, bé xin tôi cho xuống xe. Và bé tế nhị hỏi tôi, anh có thể đợi em ở đây một lúc được không? Em sẽ quay trở lại ngay. Tôi chưa kịp trả lời thì bé đã nhanh chân lao mình vào trong ngõ hẻm thật là tối. Nhìn theo hướng đi của em, tôi thấy con hẻm không có ánh đèn điện, chỉ thấy lưa thưa vài ngọn đèn dầu, mặc dầu đây là một khu ngoại ô không xa thành phố bao nhiêu. Ít phút sau, tôi lại thấy em bước ra đầu hẻm, bên cạnh lại có một em bé khác nữa. Em này lại ngồi trên chiếc xe lăn. Khi chiếc xe đến gần, tôi mới thấy rõ đúng là một thứ đồ phế liệu. Bởi chiếc xe đã quá cũ kỹ, đen ngòm và đã siêu vẹo nhiều nơi. Bé liên thoáng giới thiệu với tôi, đây là em gái của em. Nó có tật ở đôi chân từ khi còn nhỏ. Rồi quay lại phía em gái, bé nói nhỏ, đây là người anh tốt bụng mà anh vừa nói chuyện với em. Người anh tốt bụng này vừa được cha mẹ tốt bụng tặng cho một chiếc xe máy tuyệt đẹp nhân ngày lễ Giáng sinh. Và anh đây, anh cũng vừa được đi một vòng phố trên chiếc xe tuyệt đẹp này. Vừa khi nhìn thấy phố phường với một quang cảnh rực rỡ, với những ánh đèn màu lấp lánh lung linh tuyệt đẹp, thì anh liền nghĩ tới em. Bỗng anh nảy ra một ý nghĩ, muốn em cũng được tận mắt nhìn thấy cảnh quan thật đẹp, thật lộng lẫy, thật hoành tráng của đêm Giáng sinh tại thành phố của mình. Bởi cái quang cảnh thì quá đẹp, làm sao anh có thể diễn tả hết những cái đẹp đó cho em. Nên anh muốn em tận mắt nhìn ngắm, đến tận nơi chiêm ngưỡng cho thỏa thích. Trong ngày thật vui này, chúng ta không được diễm phúc có cha có mẹ ở bên cạnh, nên anh muốn thay mặt cha mẹ làm một cái gì đó cho em vui nhân ngày lễ Chúa Giáng sinh. Đó là lý do anh đưa em ra đây. Bọn bé trai quay sang phía tôi năn nỉ, này anh, xin anh giúp cho tụi em nhé. Nghe xong, tôi không thể cầm được nước mắt. Tôi bước xuống xe, dựng cái trống và tôi đã bế bé gái có tật lên xe. Cả ba chúng tôi đã chạy một mạch rảo qua các phố chợ. Tôi thấy niềm vui sướng của các em đã tỏ lộ ra trên khuôn mặt thật rạng rỡ. Giọng nói thì líu lo tíu tít như chim hót. Thấy các em vui mà lòng tôi nôn nao, rộn rã với một niềm vui không thể diễn tả nổi. Tôi cảm nhận chuyến đi chơi với các em quả là rất thú vị, rất có ý nghĩa. Ý nghĩa không thua gì việc đi viếng các hang đá. Đúng là một chuyến đi đã tạo cho tôi một ấn tượng thật sâu sắc, làm cho tôi không thể quên, nhất là mỗi khi Giáng sinh về. Lạy Chúa Giêsu hài nhi, mỗi khi nhớ lại một kỷ niệm êm đềm của đêm Giáng sinh năm xưa, con lại nhớ lời Chúa nói, không có gì hạnh phúc hơn là làm cho người khác được hạnh phúc. Xin Chúa giúp con luôn ý thức điều này và xin giúp cho con luôn cố gắng làm tốt hơn nữa những điều mà Chúa đã gợi ý cho con. Amen. Sương rơi mênh mông giữa đêm đông chờ đợi lạnh giá, nhé trong thinh khắc.
nằm trong hang đá. Giáng sinh là vị cứu tinh. Đêm đau, nào ai biết đâu Chúa đã hạ sinh xuống giữa nơi giang trời. Đành cam phận. Người là người thầm thề. Tiếng thiên thần reo vang chúc mừng vua giáng sinh. Bình minh đã khơi đầu mùa ân cứu rỗi. Ôi hạnh phúc cho nhân loại tràn trề, niềm vui sướng cho con người ngàn đời. Cùng ca lên, cùng hát lên, hallelujah. Niềm vui sướng cho con người ngàn đời, cùng ca lên, cùng hát lên, hallelujah, hallelujah. Bó hoa hồng đêm Giáng sinh. Bạn thân mến, tiết trời đông năm nay sao lại lạnh hơn mọi năm? Chiếc áo trên mình tôi thì lại quá mỏng nên không đủ để giữ cho thân thể được ấm. Tôi cảm thấy lạnh lắm. Đã hơn một giờ trôi qua rồi mà tôi bóp trán nặng ốc, cũng chưa nghĩ ra được một món quà nào để tặng mẹ dịp lễ Giáng sinh. Rồi khi tôi nghĩ ra được một món quà nào đó thì tôi lại mất hứng ngay, bởi trong tay tôi không hề có một đồng xu dính túi, thì lấy gì mà mua? Tôi thở dài ngao ngán thật buồn chán. Lòng tôi thì ủ buồn rười rượi. Đã 3 năm qua, kể từ khi bố tôi qua đời, mẹ con tôi sống rất cơ cực, từng ngày chật vật, vật lộn với cuộc sống. Mẹ tôi tuy làm việc quần quật suốt cả ngày đêm, vất vả mua gánh bán bưng, nhưng cũng chỉ đủ để chống chọi với cuộc sống cho qua ngày. Vì thiếu tiền cho nên tôi cũng thiếu thốn rất nhiều thứ so với bạn bè cùng trang tuổi. Bởi người ta thường nói con không cha như nhà thiếu nóc. Thế nhưng được một cái là hai mẹ con chúng tôi rất yêu thương quấn quýt bên nhau. Đã nhiều ngày qua tôi luôn rây rứt, bởi đã gần lễ Giáng sinh rồi mà chưa có cái gì để tặng mẹ. Dẫu vậy, theo sự thúc giục của con tim lúc này, tôi vẫn cứ thản nhiên đi ra phố. Tôi lang thang rảo qua hết phố này đến phố nọ, mắt thì cứ nhìn vào các cửa tiệm
để chiêm ngắm những món quà Giáng sinh bày biện trông thật hấp dẫn. Quà thì đa dạng, được trang trí thật rực rỡ, đủ kiểu, đủ cỡ, đủ màu sắc, với những ánh đèn màu nhấp nháy, lấp lánh, lung linh, làm cho các món quà trong cửa tiệm tăng thêm sự hấp dẫn, tăng thêm sự lôi cuốn và tăng thêm vẻ hoành tráng. Rồi từ các cửa tiệm đều khắp, đâu đâu cũng vang lên những ca khúc Giáng sinh thật du dương, thật nhộn nhịp, rộn rã, làm cho lòng tôi cũng rào rực, rộn lên những nỗi niềm nôn nao, vui khôn tà xiết. Tôi có dừng lại ở một vài cửa tiệm, mắt đăm đăm nhìn vào những tù kiến đầy ắp những món quà Giáng sinh sắp xếp thật lộng lẫy. Tôi không ngờ mọi thứ sao mà lại đẹp đến thế, nhưng giá cả sao lại cũng cao ngất đến tận trời xanh. Quả thật tôi chỉ biết chiêm ngắm trong thèm thuồng, chứ nào tay tôi làm sao có thể với tới được. Đi được một lúc thì chân tôi cũng đã mỏi, nên tôi quyết quay trở về nhà, bởi cũng đã gần đến giờ phải về nhà để cùng với mẹ đi nhà thờ dự lễ đêm Giáng sinh. Bỗng tôi bắt gặp một tia sáng nho nhỏ từ dưới mặt đường chiếu lên từ phía bước chân tôi đang đi tới. Tôi dừng lại, tôi cúi xuống và nhặt lên xem. Ô, một đồng tiền kẽm 5.000 đồng của ai đó đã đánh rơi từ bao giờ. Tôi ngắm nghía nhìn và mân mê nó trên đầu ngón tay của tôi. Tôi trân trọng như một món quà của Chúa ban cho dịp lễ Giáng sinh. Bỗng lòng tôi cảm thấy vui vui. Tôi ghé vào một cửa tiệm kế bên, mới nhìn qua vài món quà trong tủ hàng mà trên tay vẫn tiếp tục cầm đồng tiền vừa mới lượm được. Ông chủ quán bỗng lên tiếng: với số tiền nhỏ bé đó, bé sẽ chẳng mua được gì ở đây đâu. Tôi bèn cúi đầu lui bước, vội đi đến một cửa hàng bán bông hoa với hy vọng có thể mua được một nhánh hoa hồng nào đó để về tặng mẹ. Khi vừa bước vào quán, ông chủ tiệm bán hoa vui vẻ hỏi tôi: chắc là bé muốn mua hoa phải không? Bé thích loại hoa nào? Tôi chìa đồng tiền 5.000 đồng ra và nói: con muốn mua một bông hoa hồng thật đẹp để về nhà làm quà tặng mẹ dịp lễ Giáng sinh. Người bán hoa nhìn vào đồng tiền 5.000 rồi quay sang nhìn tôi với một cảm tình đặc biệt. Ông chủ ngập ngừng đôi lúc rồi dịu giọng nhỏ nhẹ nói với tôi: bé đứng đây đợi chú một lúc. Đang khi chờ đợi, tôi say sưa nhìn ngắm hết hoa này đến hoa khác. Hoa thì đủ loại, đủ màu sắc. Tuy là con trai nhưng tôi cũng thích hoa, nhất là loại hoa hồng. Tôi đoán mẹ tôi cũng rất thích hoa hồng. Khi người chủ bán hoa xuất hiện trở lại, tôi thấy ông cầm trên tay một bó hoa hồng nhung đỏ thắm với những cành lá xanh thật tươi, được gói lại rất cẩn thận trong một tấm giấy gói quà màu hồng trong suốt, có điểm những chấm trắng li ti, được cột lại bằng một cái nơ màu bạc trông rất là xinh. Rồi ông chủ cúi xuống ngăn tủ dưới, lấy lên một cái hộp giấy màu trắng và đặt bó hoa vào trong chiếc hộp đó. Cái hộp thì kín mít, nhưng ở phía trên nắp có một khoảng trống được phủ lên bởi một lớp giấy kiến trắng thật trong suốt để có thể nhìn thấy hoa bên trong hộp. Gói quà xong, ông chủ ngước mắt lên nhìn tôi và nói: đây là của bé, tất cả chỉ có 5.000 đồng thôi. Tôi rụt rè do dự trao cho ông 5.000 đồng mà không biết phải nói làm sao cho phải, bởi lòng thì đang lâng lâng, bâng khuâng rất khó tả. Tôi có cảm tưởng như là mình từ trên trời mới rơi xuống. Tôi không biết mình có nằm mơ không. Ai mà lại bán một bó hoa hồng có rất nhiều hoa, mà hoa nào cũng tuyệt đẹp, lại được để trong một hộp giấy rất lịch sự, trông rất sang, mà lại chỉ có 5.000 đồng thôi.
dường như đọc được những ý nghĩ mông lung trong đầu của tôi, nên ông chủ bán hoa lên tiếng nói: "Chú bán giảm giá cho bé đó, bởi chú thấy bé là một cháu ngoan, rất có hiếu đối với mẹ, rất đáng khen." Nghe ông chủ nói thế, lòng tôi an tâm đôi chút và cũng bớt đi phần nào những ái ngại. Tôi đưa tay ra đón nhận chiếc hộp đầy hoa và hết lời cảm ơn ông. Khi tay tôi chạm vào chiếc hộp xinh xắn đó, tôi mới dám chắc đây là sự thật chứ không phải là mơ. Khi vừa bước ra khỏi cửa tiệm, bỗng ông chủ bán hoa gọi tôi lại và nói: "Này bé trai, chúc bé Giáng sinh vui vẻ." Tôi cũng giơ tay vẫy chào từ giã ông: "Cháu cũng chúc chú một lễ Giáng sinh vui vẻ." Cùng lúc đó, bà vợ ông chủ đang ở trong phòng trong bước ra, nhìn thấy ông chồng dán mắt nhìn ra đường phố, bèn hỏi ông chồng: "Chuyện gì vậy anh?" Người chồng mới cố ngăn dòng nước mắt đang lăn trên má, rồi kể lại chuyện vừa rồi cho bà vợ nghe. "Em biết không, có một điều rất kỳ lạ vừa mới xảy ra nơi nhà mình. Sáng nay, trong lúc anh sửa soạn mở cửa tiệm, thì anh nghe có một giọng nói rất mơ hồ trong đầu của anh, bảo anh hãy dành ra một chục hoa hồng để làm một món quà đặc biệt. Rồi vì mãi mê với công việc, nên anh cũng không còn nhớ tới chuyện đó nữa. Nhưng vừa rồi, không biết sao, đang khi dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đi lễ, thì bỗng anh nhớ lại chuyện ban sáng, nên anh đã chọn 10 nhánh hoa hồng thật đẹp cất sang một bên. Cùng lúc đó, lại có một em bé trai bước vào cửa tiệm. Nó xin mua một bông hồng để về tặng mẹ dịp lễ Giáng sinh, mà trong tay nó chỉ có một đồng tiền 5.000. Bỗng anh nhớ lại chuyện hồi xưa của anh, là đã lâu lắm rồi. Khi ấy, anh còn là một thằng bé rất nghèo, nghèo đến độ không có lấy một đồng xu để mà mua quà Giáng sinh tặng mẹ. Đêm Giáng sinh năm ấy, anh không thấy vui, anh cảm thấy buồn chán vô chừng. Đang khi anh đi lang thang một mình trên đường phố mà không biết mình đi đâu, bỗng anh gặp một người đàn ông rất lạ. Tuy không biết nhau, nhưng ông ấy đã ngỏ lời tặng cho anh một tờ giấy 50.000 đồng thôi, nói là mừng bé lễ Giáng sinh. Cầm tấm giấy bạc 50.000 đồng mà lòng anh bị xúc động mạnh, bởi số tiền đó là quá lớn đối với anh lúc bấy giờ. Đêm nay, đang khi gặp thằng bé này, anh mới hiểu giọng nói ban sáng đã thúc giục anh chính là tiếng Chúa nhắc nhở anh là dịp lễ Giáng sinh đến, phải nhớ mà làm một việc đạo đức nào đó. Và vừa rồi, anh đã để lại một chục hoa hồng đẹp nhất cho thằng bé với giá 5.000 đồng thôi, để nó về làm quà cho mẹ của nó. Hai vợ chồng ôm nhau thật lâu trong niềm vui sướng khôn tả, như đã cảm nhận được việc Chúa Giáng sinh vừa mới ghé thăm nhà. Rồi cả hai bước ra khỏi nhà để cùng nhau đến nhà thờ tham dự thánh lễ đêm Giáng sinh. Tiết trời tuy có lạnh thật, nhưng lòng họ lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Lạy Chúa, một mùa Giáng sinh nữa lại về với vạn vật, về với trời đất, về với chúng con. Mùa Giáng sinh là một mùa để cho và để nhận. Xin cho con nghe được tiếng Chúa nói trong tâm hồn, để giống như người bán hoa trong câu chuyện, con cũng hiểu, con cũng biết Chúa Hài Nhi đang thực sự cần gì nơi con. Xin cho con cũng biết có sáng kiến mà trao tặng những món quà thật có ý nghĩa trong dịp lễ Giáng sinh này. Tặng mà không tính toán hơn thiệt, tặng mà không mong được nhận lại, như Chúa đã bỏ trời xuống trần gian làm gương cho chúng con. Amen. Thank you.
giữa đêm đông buồn, nghe từng cơn gió hắt hiu. Lạnh thân Chúa tôi xuống làm người chuộc tội nhân thế, ai đâu hiểu thấu tuổi thơ đầu đã vương cơ cầu. Tình Chúa thầm sâu con nào đâu lấy chi đạp đề. Chúa đã xuống trần cảm phận cay đắng xót xa, Ngài vì chúng ta trở nên người nghèo hèn khốn khó. Chúa đã phải gánh hết lỗi lầm của cả nhân loại. Tình Chúa thầm sâu con nào đâu lấy chi đạp đề. Này con dâng Chúa cuộc đời con như cỏ rơm hèn, sưởi ấm lòng Chúa giữa đêm đông đầy lạnh giá. Con muốn hòa ca lời ngợi khen với muôn thiên thần, như khúc nhạc mừng cùng dâng lên Thiên Chúa giáng trần. Đã bao lần phụ tình yêu Chúa trong hang lửa chiến là đền đài Chúa tôi sinh hạ. Lạy Chúa là Cha, xin Ngài thương thứ tha tội đời. Này con dâng Chúa cuộc đời con như cỏ rơm hèn, sưởi ấm lòng Chúa giữa đêm đông đầy lạnh giá. Con muốn hòa ca lời ngợi khen với muôn thiên thần, như khúc nhạc mừng cùng dâng lên Thiên Chúa giáng trần. Này con dâng Chúa cuộc đời con như cỏ rơm hèn, sưởi ấm lòng Chúa giữa đêm đông đầy lạnh giá. Con muốn hòa ca lời ngợi khen với muôn thiên thần, như khúc nhạc mừng cùng dâng lên Thiên Chúa giáng trần. Ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh. Bạn thân mến, để chuẩn bị dọn lòng mừng lễ Chúa Giáng sinh, giáo xứ của tôi có tổ chức một buổi hoạt cảnh trước thánh lễ đêm 24 tháng 12. Hoạt cảnh này do các em thiếu nhi của giáo xứ phụ trách. Với hoạt cảnh này, diễn lại những biến cố quan trọng liên quan đến việc Chúa Giáng sinh năm xưa. Với hoạt cảnh này mà theo thuyết truyền viên cho biết là
sẽ gồm có 3 màn. Màn thứ nhất sẽ diễn lại những sinh hoạt của Đức Mẹ và Thánh Giuse ở tại quê nhà Nazareth với chiếu chỉ của Hoàng đế Cesare Augusto truyền lệnh kiểm tra dân số khắp nước. Màn 2 sẽ diễn lại cảnh Thánh Giuse và Mẹ Maria gõ cửa một quán trọ ở thủ đô Jerusalem để xin trọ. Màn 3 là cảnh Đức Mẹ xin Chúa Giêsu nơi hang lừa máng cỏ ở Bethlehem. Qua màn 2, người ta thấy ông Giuse và bà Maria xuất hiện gõ cửa xin vào nhà một quán trọ. Ông Giuse thì trông rất nghèo nàn, còn bà Maria thì đang bụng mang dạ chữa. Nhìn chủ quán tí hon với một bộ áo xinh xinh với những dáng điệu trông thật có duyên, rất dễ thương, làm cho ai nấy cũng xích xoa khen ngợi. Bé con nhà ai mà sao trông dễ thương quá. Chủ quán tí hon mắt thì chăm chăm nhìn thẳng vào cảnh rách rưới nghèo nàn của hai ông bà, mặt thì tỏ ra rất lãnh đạm, tay thì xua qua xua lại để chối từ, đầu thì lắc lia lắc lịa nhằm xua đuổi vợ chồng nghèo này. Miệng của bé chủ quán thì liên hồi nói với khách là quán hết chỗ rồi, là quán trọ không còn chỗ nữa, là quán không thể tiếp nhận thêm một ai được nữa. Phần hai ông bà Giuse và Maria thì cũng đã hiểu lý do của việc người ta xui đuổi mình, nên mới hết lời phân trần, van xin, năn nỉ với nét mặt thật u sầu buồn bã trong thảm hại vô chừng. Cảnh van xin và từ chối lại được diễn đi diễn lại, lặp đi lặp lại trông thật bi ai thê thảm. Còn hai ông bà cứ mỗi lần van xin thì lời cầu khẩn càng da diết thiết tha hơn. Đông đảo quần chúng đang chăm chăm theo dõi từng diễn tiến của câu chuyện, ai cũng cảm thấy bùi ngùi xúc động. Họ đã hoàn toàn nhập vai nên sự im lặng đang bao trùm khắp không gian, không thấy có một tiếng nói chuyện nào, cũng không thấy có một tiếng động nào. Ai cũng xót xa thương cho số phận hẩm hiu của hai ông bà Giuse và Maria, chỉ vì nghèo mà bị người ta khinh khi, bị người ta xua đuổi, bị người ta ruồng bỏ. Chủ quán trẻ thì vẫn tiếp tục hăng say khoát tay từ chối đúng như kịch bản. Xong lần này, khi chủ quán trẻ vừa bắt đầu nói mấy tiếng hết chỗ rồi, bỗng em ngập ngừng khựng lại. Hình như em đang bị nghẹn họng nên không thể nói thêm được gì nữa. Mà theo diễn tiến của vở hoạt cảnh thì chủ quán phải tiếp tục dứt khoát chối từ. Thế nhưng chủ quán lần này lại quên hẳn là mình đang diễn kịch, nên đã nói với hai ông bà theo cảm xúc riêng của em. Dạ, quán của con tuy hết chỗ rồi, nhưng phòng của con hãy còn chỗ, con sẽ nhường chỗ ở phòng riêng của con cho hai ông bà. Thật là bất ngờ đối với mọi người, riêng các diễn viên, nhất là cô đạo diễn, bối rối, lúng túng, chạy qua chạy lại lăn xăng, không biết phải tiếp tục vở diễn ra sao đây. Cô lớn giọng trong phẫn nộ, kịch bản đã bị cháy rồi, hạ màn xuống ngay đi. Buổi diễn đã bị gián đoạn, nhưng toàn thể các khán giả đều bị xúc động thật sự. Nhiều tiếng sụt sùi được nghe thấy vang lên nơi này nơi nọ. Có người không cầm được nước mắt nên đã lấy khăn ra lau. Người ta thật sự bị xúc động mạnh bởi cái vẻ hồn nhiên trong trắng của em, bởi tấm lòng thật quảng đại của em, quá tốt bụng. Cử chỉ, ngôn ngữ và cung cách của em đã giúp cho mọi người hiểu được ý nghĩa thật sự của lễ Giáng sinh. Bạn thân mến, tất cả mọi người chúng ta, cách này hay cách khác, cũng đều đang đóng vai người chủ quán. Nhưng chúng ta là chủ quán theo kiểu nào đây? Có chừng lòng chúng ta đã bị đóng băng chai cứng khi dửng dưng đối với Chúa và đối với tha nhân. Có chừng chúng ta đang dang rộng cánh tay để đón tiếp kẻ giàu,
nhưng lại lắc đầu vung tay xua đuổi những người nghèo, những người có những hoàn cảnh không được may mắn như chúng ta. Cũng có thể chúng ta đang dang rộng cánh tay để đón nhận những người thân yêu mà lại xua đuổi những người ta không ưa thích. Chúng ta đã quên tất cả mọi người đều là con Chúa. Nhất là chúng ta coi chừng, Chúa có lần đã tự đồng hóa với những người nghèo, những người khổ, những người bị chúng ta xua đuổi đó. Chúng ta hãy tự vấn lương tâm chúng ta xem, và cũng hãy nhìn lại lòng ta xem, có phải tôi đang đóng vai người chủ quán lạnh lùng, ích kỷ, chỉ biết thụ lợi mà rồi xua đuổi kẻ này người nọ chỉ vì thấy họ nghèo? Hay tôi đang giống như em bé đóng vai chủ quán tí hon dễ thương khi nói với Thánh Giuse và Đức Maria: dạ, quán của con tuy hết chỗ rồi nhưng phòng của con còn chỗ, con sẽ nhường chỗ ở phòng riêng của con cho hai ông bà. Có lẽ chúng ta cũng đã từng nói với kẻ này người nọ, kể cả với Chúa nữa, đại khái là: tôi không có thời giờ, tôi không có rảnh đâu, tôi rất bận công việc, xin đừng có ai đến quấy rầy tôi, cả Chúa nữa xin thông cảm cho. Với những lời nói và những cử chỉ thiếu tế nhị, thiếu nhẹ nhàng mềm mại, thiếu cái tâm đạo đức, đã từng làm cho Chúa không vui, đã từng làm cho không biết bao nhiêu người xung quanh buồn lòng vì ta, thế mà ta vẫn dửng dưng, ta vẫn lãnh đạm, không hề có một chút áy náy gì. Cho nên bao người đã âm thầm rút lui, kể cả Chúa đã có lần bước ra khỏi lòng ta. Đó là chuyện bình thường thôi, mà chắc cũng phải như vậy thôi, bởi ta chối từ. Nhưng ta nên nhớ lời này của Thánh Gióp đã nói, rất quan trọng cho cuộc sống của ta, cả đời này lẫn đời sau. Ngài nói trong Kinh Thánh Cựu Ước ở đoạn 1 câu 21 như sau: thân trần truồng sinh ra từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng sẽ trần truồng thôi. Thiên Chúa ban cho thì Chúa sẽ lấy lại, tôi xin hết lòng tạ ơn Chúa. Nghĩa là tôi phải biết hết lòng tạ ơn Chúa về những cái tôi đang có, và phải biết sử dụng nó sao cho thật hữu ích như Chúa mong muốn. Ta nên nhớ, thời giờ, sức khỏe, của cải và mọi thứ ta có, tất cả đều là do Chúa ban cho, chứ đâu phải là của riêng ta. Chúa ban cho ta lúc nào, ban cho ta bao nhiêu là tùy ý Chúa, và Chúa muốn lấy lại bất cứ lúc nào cũng tùy ý Chúa. Ta chẳng có một chút quyền gì trên thời gian, trên sức khỏe và trên của cải mà ta đang hưởng đâu. Đừng nghĩ là mọi thứ đó là của riêng ta, để rồi ta độc quyền chiếm hữu cho những nhu cầu riêng ta. Còn Chúa và tha nhân thì ta không bao giờ nghĩ tới việc chia sẻ cho ai hết. Lạy Chúa, khi kỷ niệm mừng ngày Chúa Giáng sinh, nhắc lại việc Chúa xuống thế làm người, xin cho con biết quan tâm hơn nữa đến người khác, biết tích cực hơn nữa mà sống quảng đại hơn, biết sống bác ái hơn đối với Chúa và đối với mọi người, để con không còn mắc phải những sai lầm cũ vẫn có nơi con, để con không bao giờ xua đuổi Chúa hay bất cứ ai ra khỏi cuộc sống của con nữa. Amen.